Dạ xin mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh Bonsai Lộc Tỉnh Miền Tây. Hôm nay thì tiếp tục mời quý cô chú cùng với con mình ghé lại vườn của anh chọn quý cô chú tại xã Mỹ Thành Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Hôm nay anh về một cái lô cây mới của chú, đặc biệt có khá là nhiều cây đẹp cho mình lựa chọn ha. Trước mắt là một cây phi lao nè, cây dương. Đó, cây dương rất là đẹp. Bữa nay có hải châu nữa của chú, hải châu, cây du. Một cây khế. Khế này khế cục cờ luôn nè, cao nghịu nghịu luôn. Đó, rồi nay có tre chút gì nữa. Đó, một cây lê kim ma. Ủa lộn, một cây seri to ha. Rồi con mời của chú gặp lại anh chọn. Rồi em chào anh chọn ơi. Rồi em kính chào chú và anh em đang xem kênh Bonsai Lộc Tỉnh Miền Tây á. Hôm nay em cũng có về một lô cây mới. Chung cũng rất nhiều chủng loại và nhiều cây đẹp quá, mong cô chú anh chị mình xem hết clip để lựa chọn một cây đẹp ha. Em thì ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại em thì 0795 446 979. Anh chị em nào có chi tiết nào không rõ thì cứ kết bạn lô, em sẽ phục vụ thêm hình ảnh cho nó rõ hơn ha. Rồi, để không mất thời gian này, em sẽ vô cây số 1, cây nguyệt quế. Một cây nguyệt. Cây quế dáng siêu đẹp ha. Nhưng cành thì nó ấm hết trơn à. Vậy anh chị em mình vô nước dây nữa là nó hoàn chỉnh. Đây thì có một mặt thẹo nhỏ nè, mặt lũa bọng nhỏ nè, bằng đầu đũa ăn cơm mình thôi. Cái này thấy em thẩm mỹ lại thì anh chị em cũng không biết, mà em cố tình để cho anh chị em mình coi ha. Thẹo đang cuốn mạnh nè. Dạ. Vậy anh em mình chét keo vô và dán như bạc vô, là một thời gian sau hai bên đây nó sẽ bo lại là bít cái thẹo rồi thôi. Rồi đợi giúp em luôn. Cây thì hiện đang ra dây nha chú. Hết dây. Chiều cao nó 79. Tổng tán ngang nó 95. Dạ. Tán rộng thì nó khoảng 50. Form này thì mình cũng tỉa tới thôi. Thôi cần vô dây lại cũng được luôn à. Cây này thì rẻ thôi, tầm triệu mấy, anh chị mình chưa bông cũng được rồi. Hoành thân nó 29 nè. Dạ rồi, 29. Có thể bự hơn nè, em to tuốt ở trên nè. Quỳnh một thân nó 15. Rồi. Đế thì tương đối đều đẹp lắm. Đế cây quế đế về cũng thuộc dạng là đẹp rồi đó. Đế nhỏ nhưng mà đế đều ha. Đế cây cũng khá dẻo. Dạ giá luôn. Rồi cây mình quế số 1 em giao lưu giá là 1,4 triệu. Em bao ship toàn quốc không chậu nha anh em. Dạ, 1,4 triệu anh em. Cũng phải đóng khung sắt rồi. Khung sắt thì chi phí thì cũng tầm 300-400 ngàn. Rồi tiếp tục luôn anh chọn ha. Số 2 là có cây Sugi. Sugi to nè đi anh ơi. Sugi rất to, thoát thân cao của chú ơi. Sugi thì cũng không có ở miền Tây em rất nhiều, nhưng mà kiếm được cây một thân một cốt, thân sạch nâng cây vậy cũng rất là khó kiếm ha. Dạ. Cây này thì anh em mình đợi chừng vài tháng sau nó ra nhánh nè, đang ra tượng nên mình bẻ bung ra tặng dù rồi chơi thôi. Không cần làm gì hết. Seri thoát thân rất cao luôn. À, cao tổng là nhiêu mét anh? Này cao tổng nó khoảng 3 mét. Cao 3 mét. Rồi thoát thân từ dưới mặt bầu lên tới đây nè, khoảng 1m8 rồi. Đó. Dạ. Cây 1m7 thì còn hở chút xíu nè. Cây rất đẹp của chú ơi, cây lắc rất thân đẹp mà. Thì lắc lượng. Vậy anh em mình không chơi ấy thì tán bonsai chơi cành gớt đây cũng rất đẹp nè. Cây này rất thích hợp cho anh em vừa trang trí quán cà phê hay là sân vườn biệt thự gì, vừa chơi ăn trái mà vừa chơi cây cảnh mà vừa chơi mà cây bóng mát luôn á. À, quý chú thấy này mặt rễ nó kéo rất mạnh luôn, mặt nhựa nè ha. Cây này em bứng thì cũng cỡ 10 ngày rồi, đang tính bố bầu mà làm chưa kịp nè. Rồi đo hoành thân giúp em luôn, mặt nhựa kéo xanh chành nhìn đã lắm quý chú. Thân nó 90 nè. 90 nhưng mà tới đây là khoảng 1 mét luôn đó. Rễ thì bên đây thì nó ăn cắm xuống, bên kia đẹp lắm, chỉ có bên đây nó hơi ăn cắm xuống rồi. Cái bầu này nhiêu anh? Đường kính bầu này nhiêu nè, chiều ngang cái bầu này. Đường kính bầu này nó 95. Rồi, đường kính bầu 95. Thoát thân là một tới cành 1 là 1m8, tổng chiều cao là khoảng 3m. Tán ngang hiện tại nó khoảng 1m2. Tán ngang của cái tán dù nó đó, khoảng 1m2. Nói chung là nó cái mình nó thì nó sạch sẽ liền lạc, không có gì để nói bảo hết. Bảo đảm cái ghi này là không một bọng hay là hư bất kỳ ghế nào, em coi kỹ lắm rồi. Em chắc ăn 100% mấy bảo đảm cho anh em mình, dám bảo đảm cho anh em mình. Chỉ có một hai cái vết nứt da trong quá trình em vận chuyển, nứt khoảng chừng hai ngón tay. Mặt nhựa mà ghế nó kéo nó xanh rất là đẹp luôn. Có mấy cái này nó kéo muốn bít luôn. Mới có 10 ngày thôi anh ha. Ghi thì nó mạnh lắm, sự ghi này
mình cắt nhánh mình cắm nó vẫn sống được mà. Thân rất là sạch, chỉ có hai cái tược nó phượt em cắt bỏ rồi nè. Đang kéo hẹo mạnh luôn. Không đáng kể anh ha. Cây đường vân tắt lượt. Thân cây bảo đảm không có một bọng hay là hư da chỗ nào hết. Rồi cây cho này em báo giá anh em là 8,5 triệu, em bao ship 200 km. 8,5 triệu anh ha. Bao ship 200 km. Cây dách thân nha chú, chứ không phải là một lỗ nha. Nếu em bán tại vườn thì 7 triệu. Tại vườn 7 triệu anh ha. 7 triệu cây Sugi này. Sugi ngọt hả anh em? Sugi ngọt. Sugi này có loại ngọt loại chua, cây này là cây Sugi ngọt nha. Bao ship 200 cây 8,5 triệu anh ha. 8,5 triệu. Dạ, rồi tiếp anh Trọng ơi. Rồi tới số 3 là cây kế bên luôn, cây khế gân. Cái gân này cũng được vô một nước dây định hình ra một cây dù tàn đa cũng rất có duyên lắm nè. Đây đang có trái nữa nè. Đó. Vậy thể Tết anh em mình chơi trái là đúng thời điểm luôn nè. Dạ, bông nữa nè. À, bông ra quá trời nè. Đó. Rồi, khế gân. Khế thì này thì dễ cho trái chứ, cho trái qua năm. Chiều cao nó 85. Tán ngang nó cũng 85 luôn. Còn thân nó tính 31 à. Đó. Dạ rồi. Nó đế thì cũng chơi được vậy đó. Thân thì lắc lượng, thân rất là sạch, không có một bọng hư chỗ nào hết. Rồi giá sao đây anh? Rồi cái gân nệm vô lưu giá 1,3 triệu. 1,3 triệu bao ship toàn quốc luôn, không chậu. 1,3 triệu bao ship toàn quốc không chậu. Dạ. Rồi tiếp luôn. Rồi, số 4 là một cây bên đây đi. Phi lao. Phi lao đi. Là cây dương đó. Cây dương. Cây này già lắm rồi quý chú. Dòng này dòng cây gừng núi. Anh em mình phôi anh em mình thần lại rất là khó sống đó. Nhưng mà khi nó thần chậu vậy rồi thì anh em mình giật đầu cũng không chết nữa. Dạ. Khi thần chậu vậy rồi là rất là dễ chăm sóc. Dạ dễ xù xì ha. Dạ. Cây gừng thì em thấy cây nào nó cũng một lũa, bọng lũa một hai chỗ sành vậy nè. Đây cũng sành sành vậy nè. Hơi lũa nhẹ trên lưng nè. Cây thì dáng bay rất là đẹp. Cây này giờ anh em vô dây lại là cây đẹp lắm nè. Cành 1, cành phong, đồ ngọn, đồ cành tư có đủ hết trơn nè. Rồi, đo giúp em luôn đi. Các em đi qua anh kia. Chiều cao. Tính từ đây đi. Từ cổ rễ lên tới đỉnh nó khoảng 65. Tán ngang đo từ gốc rồi tới hết cái cành bay này. Nó là 85. Dạ. Cây này hoành thân tính cổ này thôi là cũng nhỏ lắm. Nhưng mà hoành cũ nó lớn. Thân chỗ này nó 24 à. Dạ 24 rồi. Cái cũ to này. Cũ này cũ đặt luôn nè. Cũ đặt luôn. Chưa anh, à chà, anh đo sáng đây luôn đi anh dọn. Cái cũ đó đặt cái dưới là đúng rồi. Như rồi hết cũ đặt luôn này. Nó 74, tính 70 thôi nè. 70. Đây 70. Dạ. Yeah, nó màu đen sạm sạm lại giống như là cái cây cẩm thị vậy anh ha. Quá già bên thân đây thì giống cây cẩm thị á. Nhìn đã lắm luôn chứ. Đây có một hai cái chỗ sành đá, lũa sành đá nghe nè. Ở đây cũng có một lỗ nè. Thấy cây gừng thì cây thông này thì cây phi lao này thì cây dương cây nào cũng nó cũng có một hai cái chỗ sành vậy đó. Cây dương, cây dương. Rồi, giá sao đây anh ơi? Rồi cây này em bao ship toàn quốc với giá là 3 triệu. 3 em triệu rút chậu ra nè, chậu xi măng nặng quá em ship không có nổi. Vậy mình vô dây chú, vừa vô dây lắm luôn nè. Thấy nhánh là nó đủ dư luôn rồi, vậy anh em mình lượt lại. Không có cho trái cái nữa là đẹp luôn anh ha. À, cây phi lao. Phi lao mã số 4, 3 triệu bao ship toàn quốc, cái cây không chậu. Rồi, tiếp luôn anh ha. Số 5. 5 là cây gì đây? Mini đi. Lúc nào cái khung cảnh này cũng hoành tráng quý cô chú. Em thì luôn mà bán có nhiều lựa chọn loại, nhiều chủng loại cho anh em mình lựa chọn ha, từ mini tới cổ thụ. Cái số 5 là cây cũng là cái khế gân. Khế gân. Khế gân rất là cao quý chú. Khế gân em thấy rất là nhiều, nhưng mà cây một thân một cốt nó cao vậy em cũng em thì riêng em thì mới thấy cây này đầu tiên nó cao vậy ha. Dạ. Thường thường khế gân nó hai ba thân nó múa mái tùm lum hết trơn à, chứ không có được thẳng băng cao vậy. Cao mét mấy rồi? Chiều cao nó 1m3. Rồi cao 1m3 luôn. Từ cành gốc ở đây nó khoảng tấc rưỡi tấc sáu nè. Dạ.
Mình có hai chi nữa ha. Đó, đây, một mặt tiền cái gớt, cái ngọn. Vậy anh em có thể tạo ra đây một chi tử đây ha. À, cắt bỏ cũng được. Đó, ngọn thì anh em mình ngọn này là em áp vô đây đúng hơn nè. Áp vô đây. Cái này mà đánh cái cành gớt này mà nó xa xa nuôi nó dài tới gốc cái nó nhìn cây này quái lắm anh. Anh em mình nuôi nó ra rất là giống cái dáng bonsai đỉnh Nam Trung Quốc ha. Quái lắm. Dạ. Hoành thân nó 29. Rồi. Hoành đế nữa nè. Hoành đế nó khoảng tính 52 nè. Đo tuốt có trời luôn nè. Quay giúp em luôn. Đế cũng đẹp ha. Đế cũng tương đối đều lắm. Đặt. Thân này có một hai vết cắt bỏ cành nè. Đây một cắt vết cắt nè. Đây cái mặt cắt khoảng là bằng đầu ngón tay cái mà nè. Đây một chút xíu nữa. Cây gần thì cắt thoải mái, không bao giờ nó tuột hay nó bỏng giống như những cây khác. Rồi, giá sao đây anh? Rồi, cây gần mà số 5 này em vô lưu giá là 1.600.000, em bao ship toàn quốc không chậu. 1.600.000 ship toàn quốc không chậu chú ơi. 1.600.000 ship toàn quốc không chậu cây gần này. Rất độc đáo. Cao 1 mét mấy anh? 1m3. Cao 1m3. Đó, mình đánh cái tàn gớt xa xa hay mình vừa chơi vừa định hình. Cái số 6 là em có một cụm gừng Hải Châu. Hải Châu nó nhỏ ha. Này mình có cả Hải Châu 2-3 cụm luôn ha. Gừng Hải Châu mini, cái này nhỏ nhìn có duyên lắm ha, nhìn nó thoáng cây đó. Dạ. Cây này là một bệ đặc cây nam, mình tách không nổi không được nè, cứng ngắt luôn nè. Rồi, một rừng Hải Châu. Cái thằng lớn nhất của nó thì nó cỡ cái đầu giữa lông mình nè. Nó cỡ khoảng giữa giữa lông mình nè. Nguyên một gốc đạt không thể tách cho được ha. Chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh nó 43. Tán ngang nó khoảng 43 luôn. Tán rộng thì nó khoảng 35. 1, 2, 3, 4, 5, khoảng 10 thân, mười mấy thân vậy đó. Rồi, giá sao đây anh? Rồi cái cụm gừng Hải Châu mã số 6 này em đi lưu đó là 1.700.000, em bao ship toàn quốc không chậu. 1.700.000 anh ha. 1.700.000 bao ship toàn quốc không chậu. Dạ, Hải Châu ha quý chú, Hải Châu lá nhỏ. Hải Châu lá nhỏ. Nó giá trị hơn là Hải Châu lá lớn. Dạ, rồi, đổi giúp em luôn. Ở số 7 em có một cây mai chú thủy nu da đen lá lớn. Nu da đen lá lớn, cây cũng cái này tương đối thành phẩm rồi, 80% cho anh cỡ đó ha. Cái này cỡ 70%, mấy mặt cắt bít hết rồi, con số mặt cắt mặt cắt trên đầu nó thì nó hơi sành rồi nè, hơi một chút xíu, nhưng mà hai bên tẹo nó kéo vô dữ lắm ha. Dạ. Vậy nên mình nạo cái phần thịt cũ nó ra là nó sẽ kéo mạnh hơn nữa. Rồi, chân cành thì nó cỡ ngón tay út mình nè, nó cũng đúng vị trí bonsai đó. Chiều cao nó 48. Tán ngang nó khoảng 48 luôn. Tán rộng thì nó khoảng 40. Đế cũng đẹp luôn chứ. Đế hoành thân nó 27 nè. Cây nuôi lâu cho nên chặt đế. Nếu ngô hoành cũ đặt nó nè. Nó khoảng 37 nè. Dạ. Như hoành đế nữa. Còn đế nó là 60, tính 60 rồi nè. Rồi. Đế thì rất tự nhiên, không có sắp đế nha. Đế tự nhiên này em thấy nó đẹp hơn nè. Nu đế nè. Chú, dòng nu cục cục. Đây thì có một cái chỗ sành. Đây là mặt cắt rễ nó sành hết trơn. Rồi. Dạ, giá sao đây anh? Rồi cây này mai chú thủy. Nu da đen này em lưu giá là 2.200.000, em bảo ship toàn quốc không chậu. Cái chậu này thì em bao cho anh em mình tính tiền thêm cũng được, mà cái chậu nó nặng quá, em vô thùng mót là nguy cơ bể thùng rất là cao. Nếu bể thùng thì cây mình nó ảnh hưởng, nó gãy nhánh này kia là cây mình không có chơi được nữa, cho nên em bao là không chậu. Vậy anh em mình chịu khó mua chậu khác thay vô em giùm em ha. Dạ, 2.000.000 mấy? 2.200.000 bao ship toàn quốc. Rồi, tiếp tục giúp em luôn. Số 8 là có một cây dúi. Cây dúi anh hả?
của cây du. Cây du chứ. Cây du. Anh nói cây dúi là em hết hồn. Cây này lâu lâu mới sưu tầm được cây bởi vậy hay quên. Cây du nha quý cô chú. Cây du chứ không phải cây dúi. Lá nó màu đỏ đỏ vậy nè, đó. Răng cưa. Này là răng cưa rõ nét luôn nè quý cô chú đó. Cây du này rất là lâu lớn, cây cỡ này thì cũng khoảng mười mấy năm mới được cây lớn vậy ha anh em. Củ lớn mà, thân rộng chữ C nè. Vậy anh em có thể là đánh cành gớt thôi ha. Đó. Dạ. Cây du nếu lấy ở đây mặt tiền nó đẹp hơn đó, mặt tiền ở đây thì anh em cắt cái cành này bỏ. Chơi tầm cao cành gớt xuống đây. Dạ. Tùy theo quý chú ha, về mình ngắm nghía cái mình xử đó. Thì em thì em cắt cái cành với chân bỏ lấy mặt tiền mấy em kia đẹp hơn. Có cái củ tròn xe tổng chiều cao nó 55 tán ngang nó 40. Dạ. Hoành cổ chỗ này là nó 18 rồi. Như đo hoành cổ đặt ra đây nó 37. Đó. Dạ. Nguyên cái củ đặt anh ha, tròn xe luôn. Củ đặt luôn đây cái mặt hồi đó mà cát nó bên bây giờ nó lành bích tịch luôn nè, anh em biết cái độ tuổi nó già cỡ nào ha. Cái này mấy cái mặt cát này tạo thành nu nữa, một chút nu dài 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 giống như mai chú thủy nu mới vừa rồi vậy đó. Đó. Một cây du. Rồi giá luôn à. Giá luôn giá là 2.7 triệu em bao ship toàn quốc không chậu. 2.7 triệu, cây này ít có thấy lắm nha cô chú. Cây du này ít mình sở hữu cũng đáng chơi. 2.7 triệu em bao ship toàn quốc không chậu cây du này. Rồi đổi giúp em luôn. Cây này vô cái chậu đó cũng không hợp luôn chú, nhưng mà số 9 là quay trở lại mini. Một cây sơn liễu. Sơn liễu mini. Cây này thì nằm chậu lớn mới sang cái chậu nhỏ nè. Cao 10 ngang 10. Chắc hơn anh ơi, 15 đi. Cao nó khoảng cao nó 17 ngang thì cũng khoảng 17 18 vậy đó. Rồi, đơn giản vậy thôi. Thân thì cái đầu cỡ đầu cỡ viết bít mình nè. Sơn liễu của chú ơi. Miền Tây có cây thủy liễu nữa. Là cây bần nữa của chú. Này sơn liễu, sơn liễu. Này sơn liễu là liễu liễu lá gí à. Liễu núi. Lá gí. Rồi, rồi 450 bao ship toàn quốc kể cả chậu vậy luôn. Vậy cho anh em để bàn chơi. Dạ. Số 9. Cái số 10 là một cây lại ướp già. Lại ướp trà anh ha. Lại ướp trà, bông này để mình bỏ vô bình trà mình. Nhưng mà cái uống rất là thơm. Bonsai. Cho thanh lọc cơ thể tốt lắm ha. Dạ. Yeah. Dòng này cũng khó kiếm cây bự đó. Chiều cao nó khoảng tính 20 nè, tính tới ngọn này 20 nè. Sáng ngang thì khoảng cỡ một gang tay em nè. Rồi. Hoành cũ nó dướng tùm lum rễ tính hậu hạo thôi, nó khoảng 16 đi. 16. Rồi, được anh ơi, một cái củ lài nhỏ nhỏ gọn gọn nhưng mà nó cũng khá già. Già lắm mà cây lài cỡ này là không dưới 7-8 năm tuổi đâu. Rồi, giá 550 luôn. 550 ngàn, bao ship toàn quốc. 550. Vô dây coi được thì giờ anh em mình có thể là vô lại ha. Vô tạm tạm gì đi. 550 ngàn, bao ship toàn quốc. 11 là một cây Siri. Siri. CV miền Tây này giống như CV nãy em mới vừa bán ha. Này thì ra tược chưa vô dây luôn. Giờ vô được luôn nè. Này về nay mình vừa vô dây luôn nè. Giờ nay mình thấy vô dây tạo dáng cây bonsai chơi cũng đẹp lắm nè. Cây này dáng đẹp lắm. Rồi. Vì này 450. Bao ship toàn quốc. 2 tấc, 2 tấc. Cao 2 tấc. Rồi hoành thân được anh ơi. Hoành thân nó khoảng 16. 16 đi. Rồi, đơn giản luôn chú ơi. 450 ngàn. Vậy anh em mình xuống đất trồng để lấy trái ăn cũng đủ vốn rồi ha. 450 thôi. Vào ship toàn quốc. Rồi, đổi luôn. 11 đến 12 là một cặp kim ba xưa mini. Kim ba xưa. Quần thân thì nó cỡ dứt bít mình nè. Dạ. Cao nó khoảng 1 tấc 2. Tán ngang nó khoảng 1 tấc. Kim ba thì quý chú biết là nó nu. Nu dữ lắm, nu kim ba xưa chứ không phải là kim thanh mai nha anh em. Dòng này hoàn toàn khác kim thanh mai nha. Lá màu xanh đậm hơn nè, lá nó gí hơn. Lá nó nhạt hơn, đẹp lắm. Rồi.
giá luôn anh ơi. Rồi cặp này 500.000. 500.000 một cặp, nó bao ship toàn quốc, kể cả chậu này về cho anh em để bàn chơi luôn. Dạ. Rất dễ thương. Kim ba xưa. Rồi. Lên đây luôn. 13 là một bụi tre. Tre thánh giống hay gì anh? Tre này không biết tre gì nữa. Tre này kêu bằng tre đùi ếch gì đó. Chúc anh ơi. Chúc đùi ếch. Tre đùi ếch gì đó. Tre này đang ra mầm mấy cây con dưới nè, đú mầm nóc cho nè. Quái lắm rồi chú, nó dính nè. Đú một măng nè. Ra chuẩn bị ra con mới. Lú một măng luôn hả? Cái này bứng măng đem đi hầm vịt sim được luôn. Ba một măng này đủ một nồi rồi nè. Dạ. Mình thân thì nó cỡ cái đầu lớn ở dưới lông mình nè. Rồi. Rồi cái từ đây nó ra tới cái chỗ cái phần khô của nó là nó khoảng 2 tấc rưỡi. Đây ra đây 2 tấc rưỡi. Che đùi ếch hoặc là chút đùi ếch nha, cái này cao thì nó 55 cây cao nhất. Cái nhỏ thì khoảng 25. Dạ. Quái là cái này đây, nó mọc dính vậy nè. Cái này về anh thấy nè, mình tắt ngang đây nè, chơi hai bụi được nè. Đây dính bởi cái chỗ này nè. Rồi cái bụi tre mã số 13 này em giao lưu giá là 800.000. Bao ship toàn quốc kể cả cái chậu luôn. 800.000. Nếu nào không có chậu thì em bán 600.000 à. Vì cái chậu này mắc quá. Chậu này chậu tàu. 800.000 là không 2. Chậu thì 600, có chậu dạ. Thì 800, bao ship toàn quốc. 800.000 là hai con vịt sim với lại 4 kg măng đó anh. Rồi đổi luôn à. 800.000 bao ship toàn quốc kể cả chậu luôn. 14 rồi, là có luôn. Một cái lên nổi không anh? Nổi chưa? Thấy lùng lùng chứ phụ tùng của Nhật không mà mạnh lắm. Rồi. Phụ tùng của Nhật không hả? 14. 14 có một cây khế chua. Cái chua này thì cái rễ nha. Cái rễ chứ không phải cây à. Dưới đây thì nó có bọng mà nó sành này nè. Sành luôn, sành cứng, sành đá luôn chứ. Đá luôn. Sành cứng ngắc luôn. Tới thịt sống rồi đó. Thì cái mép nó bo vậy chú cũng biết là nó lâu rồi ha. Đây cây này là cái khế đột biến nha anh em. Là đây. Sao? À. Cái ngọn này nó màu trắng tươi vậy nè. Đó. Rồi. Ngoài đây là khế chua, ghép khế Nhật nè. Gốc khế chua. Cái ngọn này ngọn khế nhật siêu trái đó. Dạ. Yeah. Còn cái này là đột biến từ cái khế chua. Đột biến gen luôn đó. Đọc cái chỗ đó. Có mấy nè. Có khi nào nó ra trái trắng luôn không anh? Cái này nó ra vậy là chừng bị chết rồi nè. Mà chết khoảng tháng sau ra tiếp tục. Mà đặc biệt nó ra ngay chân chỗ này đang anh không ra chỗ khác nha. Nó ra rồi nó chết thì nó ra giết rồi chỗ này u cục vậy nè. Dạ. Yeah. Nó cứ ra hoài vậy đó. Hai dấu này là dấu cái cây trước ra đã chết nè. Dạ. Yeah. Có anh em chỉ mình lấy cái đọt này nè. Mình ghép vô cây khế khác rồi nó sẽ ra nguyên một cây màu trắng vậy luôn. Mà em thì em chưa làm thử em cũng không biết nữa. Mà bảo đảm em là nó ra rồi một nó chết một tháng sau ra tiếp tục. Rồi. Cây này cây của nhà em trồng mấy năm em biết nên em mới dám bảo đảm với em mình. Nó ra rồi nó chết nó ra tiếp. Đo luôn em nè. Chiều cao nó 50. Cái mình con thú nó dài này nó 45. Dạ. Hoành thân đó. Thôi nó 40. Dạ. Đó. Cái cổ này thì bằng bắp tay mình nè. Đây mặt cắt cái mới đục hôm qua nè. Vậy nay mày xử lý keo lại ha. Đây cũng vậy, này nó bò lâu lắm mà. Nó như một cái con gì nó đang nằm. Trên nó... lưng này thì nó lũa nó sành dữ lắm. Dạ. Đây cũng vậy. Vậy nay mình lấy thử cái đọt này ghép thôi. Em nghe mấy anh em kia chỉ mà em cũng chưa làm thử nữa. Giá luôn anh ơi. Rồi cây khế mã 14 này đu giá là 1.400.000. Bao ship toàn quốc. 1.400.000 ha quý chú. Bao ship toàn quốc. Dạ, đổi giúp em luôn. Rồi còn cái gì nữa anh? 15 là có một cụm gừng Hải Châu lớn hơn cụm gừng nãy một chút. Cũng là Hải Châu lá nhỏ hay là lá lớn anh? Là Hải Châu lá nhỏ. Hải Châu lá nhỏ. Cây này thì nó có trái rồi, đang có trái rồi. Hôm nay người ta làm đường hơi ồn quý chú cũng thông cảm nha quý chú. Đây trái nó nhiều lắm anh ơi, đây em thấy nè, đây trái rồi bên đây cũng có nè, trái chín luôn à, nó lẫn giữa chín giữa sống nó vàng vàng nhiều lắm quý chú. Đây nè, trái này mình ăn được nè, ăn nó hơi ngọt ngọt nhẫn nhẫn chút xíu. Trái nhiều lắm, bây giờ hết thấy đường rồi, thấy hết rồi anh ơi. Cây này theo em thì em
cắt ngang đây ha, được lại làm cũng gừng nhỏ mini thôi, không có để cao vậy. Dạ. Đặc biệt cái này cũng như cây nãy, cứ ngắt luôn, không thể tách được ha, nguyên một quệ cứ ngắt luôn à. Nguyên một cụm dính cứ ngắt luôn, không thể tách được. Thân lớn nhất của nó, và nó khoảng 15. Dạ rồi. Chỗ này hơi sành sành một xíu rồi nè, cái đầu này cũng hơi sành một xíu, cây dòng gừng khai thác anh ha. Cây gừng thì không tránh khỏi những cái khuyết điểm như vậy. Tổng cái cụm đó là nó 74. Rồi 74. Cao nhiều, ngang nhiều luôn anh ơi. Trái thì nhiều lắm luôn chú ơi, trái nhiều. Cao nó khoảng 85. Về mình ngang có thể khoảng 85 luôn. Để vậy mình chỉnh sửa hoặc là như ảnh nói cắt xuống thành cụm gừng lùng. Con nghĩ để chơi nguyên tàn này cũng hay luôn chú. Mình sửa dây vô thôi. Mình thân lớn nhất nó là 18. Đó. Cái nào thẳng cho nó thẳng, cái nào chi cành thì ra còn chi cành. Nhỏ nhất thì nó cỡ ngón tay cái em nè. Rồi giá luôn anh ơi. Rồi cái cụm Hải Châu này em cho lưu giá là 2,5 triệu. Em bao ship toàn quốc. Dạ. 2,5 triệu. Rồi tiếp luôn ha. Rồi tiếp theo là em có một cái tiểu cảnh nè. 16 của chú ha, là một cái bể tiểu cảnh. Này thì ảnh bể này là ảnh đang chơi luôn mà ảnh đem ra giao lưu luôn chú ạ. Rồi cây tiếp theo em có một cái bể tiểu cảnh này tỉnh để chơi mà để thấy chặt chội quá, thôi em giao lưu cho anh em mình có nhu cầu thì chơi. Sọp độc đỏ anh ha. Sọp đỏ. Cây này là cái sọp độc đỏ đang chuẩn bị thay lá nè. Dạ, sọp thì lâu lâu nó thay lá nó ra đọt mới, đỏ tươi đẹp lắm, đẹp hơn là xi quốc hồng nữa. Quá khằn luôn nè chú. Khằn già. Bảo đảm em này vài bữa nó ra đọt mới nha, chứ không phải là xi cây đâu nha. Rồi đá gì đây anh? Đá ha. Đá này đá trầm tích. Trầm tích. Đá này nó cũng mềm mềm thôi chứ không có cứng như những loại đá khác. Cái này thì giao xe tải chắc rồi. Mình phối vô đây lâu chưa anh? Có khoảng mấy năm. Trước Covid, trước dịch tới giờ đó. Cũng có 4 năm rồi đó. Chiều cao của cái sọp này nó là 50 nè. Dạ. Covid là hồi nào anh? Năm 2019 hay gì đó. Tại vì em bị Covid mất trí nhớ. Rồi. Tán bài của cây sọp này nó 65 nè. Anh em nội lấy cái sọp về chơi không là cũng sọp cũng bạc triệu rồi ha. Mình thân thì dướng rễ lụm cho em tính 30 thôi, mình thân tính 30 thì hiện tại nó còn gần 40 nè. Nhưng mà dướng rễ tính 30 nè. Dướng rễ tính 30 thôi ha. Cái sọp này bảo đảm này mình để đều lắm nha, đẹp lắm nha. Cái sọp này là em chơi bonsai đó rồi. Đây, cái đế này. Bấy em ghép vô đây nè. Gỡ cục đá này. Cái này là cái rễ nó là của chú con chỉ gõ cho nó cắm xuống không ha. Đây là tượng, ủa cái này rời nè. Nhà đó để tượng trưng thôi. Này nhà. Đây đang có cá bảy màu luôn nè. Nhà không kiên cố cho nên muốn về đi đâu về à. Cái chỗ này có suối chảy được anh em, giờ anh em mình trang trí suối chảy nè, em chưa ổng thun sẵn nè. Dạ. Suối chảy đàng hoàng có luôn ha, có khi mình giao lưu thì mình sẽ chỉ rõ hơn. Ừ. Nữa anh ha. Cái này thì em này tự làm. Đây có ra đây ha, bể cá bảy màu đẹp lắm chú. Bể này ngang bèo bèo Nhật. Cái này bèo dương ạ. Bèo dương ha. Bể này ngang nó 55. Dạ, bèo nè, nhóc luôn nè. Chiều cao của cái bể nó 17. Là lọt lòng nó khoảng 10-14 đó, lọt lòng độ sâu đó, cái bể khoảng 14 đó. Cá bảy màu nhóc. Chiều dài cái bể này nó 1 mét. Đây chú, có cầu ha, rồi cầu, có nhà qua này. Hàng hố, hàng hốc trong đây nè. Hàng hốc. Đặc biệt cái bể này em đổ nhà nè, bể này sắt nè. Sắt từ dưới đáy em bẻ, ăn lờ lên tới miệng liền sắt luôn nè. Dạ. Đây là đổ đá mi nha, chứ không phải là xi măng không. Nó bể này bảo đảm em mình chơi là 20-30 năm là không nhầm nhò gì cái bể này. Rồi cho giá luôn anh ơi. Rồi cây nguyên cung đê vừa cây vừa bể bao ship 200 km là 4 triệu. 4 triệu anh ha. 4 triệu vừa... làm cái bể rồi sắp đá này lên không cây bể luôn. Đá luôn tùm lum luôn là 4 cái rễ này là rễ của nó luôn anh hả? Rễ nó luôn đó, nó ăn ra vậy luôn rồi đó hả? Ăn nó bám cục đá này cứ ngắt luôn rồi. Nó bám dính cục đá. Đi ra đây cái này. Đây bây giờ mình lấy cái rễ này mình sắp ngược lại chú, sắp cho nó xè ra theo mấy cái này nè, mình muốn tạo hình thù đẹp lắm luôn, nó bò theo mấy cái vách của cái đá này nè. Đá trầm tích nó rất là mạnh. Đá này lấy rễ quấn đá quấn vô cho nó ôm đá thêm chặt nó đẹp hơn. Giống như đá sao hỏa vậy, cái này mấy triệu năm tuổi rồi. Cây thì mình biết nó có tuổi chứ đá thì biết bao giờ. Đá này đá dưới biển chứ phải đá trên núi. Đá dưới biển rồi nè. Để chết dưới biển. Rồi 4 triệu em bao ship 200 km nguyên trọn bộ vậy, vừa đá vừa cây vừa bể. Dạ.
tặng luôn mấy cái bèo này luôn. Có cá luôn nè. Dạ, bèo Nhật. Vậy anh em có thể cá ba đuôi, thả cá ba đuôi vô đẹp hơn cả bé màu. Dạ. Mã số 16, 4 triệu bao ship 200 km. Rồi, tiếp tục tới luôn. 17 cũng là mã cuối cùng. Một cây sam ngọc. Sam ngọc dán cụm gừng trên thân. Này giờ anh em mình vô dây bẻ lại lượt là bỏ quất làm một cái gừng trên thân đẹp lắm ha. Đây rồi, liền nè. Rồi sạc lũa ha. Nếu muốn sạc lũa thì có thân này thì thân lũa. Vậy anh em nào có tay nghề thì lũa thân này đẹp lắm nè. Dạ. Ghim một mình nó lũa nè, còn nhiêu là sống hết. Rồi, mấy cành này ngay đầu cành nó có cái ngọn lên trên nè. Cái dòng này thì nó sinh ra để tay làm lũa đó. Của chú ơi. Đó thì mình vậy thôi nè. Chiều cao nó tính 40 nè, tính ngang ngang thôi. Rồi. Chiều dài của cái cụm này nó 33. Dạ. Đơn giản vậy thôi anh ơi. Rồi giá sao đây? Mặt sau này. Mặt sau nó đây. À cái mặt này nhìn mới đẹp hơn là chứ. Mặt sau này cái rễ này thấy như nó rễ này chết nghe nè. Vậy em có thể lũa rễ này hay cắt bỏ cái này cũng được. Đó. Này tạc lũa đẹp lắm chú. 1 triệu 2, em bao ship toàn quốc, không chậu cái bệ sâm ngọc nè. Rồi, còn gì nữa không anh? Rồi, hết. Hết rồi ha. Rồi chào luôn. Rồi, cuối clip thì cũng không quên cảm ơn em mình đã ủng hộ em trong những clip vừa qua ha. Cũng rất mong được sự ủng hộ anh em trong clip này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Rồi dạ. Em xin chào. Dạ con cảm ơn cô chú đã dành thời gian theo dõi. Con kết thúc đây ha chú. Anh em con có nói vui có gì không đúng mong cô chú cũng thông cảm. Xin hẹn gặp lại những clip tiếp theo.